Mọi người ơi, mọi người đã thấy em chưa ạ? Nếu như ai thấy em rồi thì mọi người comment lên đây nhé. Cho em thấy mọi người luôn nha. Mọi người ơi, mọi người đã thấy TikTok chưa mọi người? Ai thấy em thì mọi người comment lên đây cho em thấy mọi người luôn nha. Mọi người ơi, còn ai thấy tốt nữa không? Mọi người ai thấy tốt nữa thì mọi người comment lên đây đi, cho tôi thấy mọi người để chút tiện tương tác với mọi người luôn nha. Hello anh Đức, chào anh Đức luôn ý. Đó, giờ này tới giờ ngủ luôn mà còn like gì nữa. Like chứ giờ nào cũng phải like hết trơn á đó, để kiếm tiền mà. Bán kính là kiếm tiền mà. Là sao để xin giống chị đây vậy hả? Vậy thì lấy hàng bảo vệ in mắt cho chị nha, chị sẽ chỉ cho em nha. Hello anh Trọng Thủy, còn ai thấy tốt nữa không ta? Ai thấy tốt nữa thì mọi người comment lên cho tốt đây. Minh Nhật ơi, hello Minh Nhật, Minh Nhật ơi, Minh Nhật ơi. Trời đất ơi, tên gì ở tiếng Hoa, tiếng Trung, tiếng Việt không biết đọc sao luôn á. Em cảm ơn Hiếu Lê nha. Hello Mèo Hoàng luôn nè, Mèo Hoang luôn nha, Mèo Hoang mà đọc lộ thành Mèo Hoàng luôn mới ghê chứ. Hello Trang Quỳnh. Hello chị Trang Quỳnh, tôi tốt chào chị luôn nha. Chào mọi người đang trong livestream của tốt luôn nè. Ai thấy tốt thì mọi người comment lên đây đi, cho tôi thấy mọi người luôn nha. Bu vô, mày vô hả anh Đức khi bu tóc vậy, tối nay là anh lại mất ngủ rồi. Trời ơi đất ơi, em mới đi mưa về đó, mưa ướt nhẹp ngoài đường kìa. Tóc tùm lum tùm la như bà tình vậy đó. Hello Mèo Hoàng chứ lộn đọc lộn ngoài à. Em bán cái gì? Dạ Phạm Duy ơi, em bán kính anh nhen. Hello anh Pha Kha Phạm Đinh, tôi tốt chào luôn ạ à. Cô Đen ơi, thấy chị chúc không? Cô Đen có thấy chị chúc không dạ? Rồi mọi người ơi, đợi mọi người vào đông đông, tôi sẽ tổ chức mini game cho mọi người chơi luôn nha. Và hôm nay thì tôi sẽ tặng cho mọi người chơi một cái kính nha, để em lựa coi kính nào mà hôm nay em tặng cho mọi người nha. Trời, cái mẫu chén gương này nó hơi bị lâu rồi nè Long. Ê, lấy cái này tặng ông Long. Này kính mới nè, ô đâu có bị chày gì đâu. Cái này có bị chày một chấm trong đây nè thôi ha. Nó bị nổ một chấm trong đây. Đây, đây 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 đây. Để em coi kính nào em tặng cho mọi người luôn nha. Rồi, nếu như mà nữ trúng mini game á, thấy em like cả ngày luôn đó hả? Đâu có, hôm nay em like có 2k à, em đâu có like cả ngày đâu. Có anh thấy em nè, em thấy là mình say luôn rồi nha. Hello chị Lê Thắm, hello Văn Tiên, chào mọi người. Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính em đang mang em sẽ dành tặng cho một chị nữ trong livestream của em. Nếu như chị nữ trúng thưởng thì chị nữ sẽ được nhận cái kính em đang mang, nó rất là xinh luôn, đi biển cực kỳ đẹp luôn mọi người nha. Rồi, nếu như nữ trúng thưởng thì tặng cái kính này ha. Còn nếu như mà anh nam trúng thưởng thì em sẽ dành tặng cho anh em một chiếc kính, nó ngầu ơi là ngầu luôn mọi người nha. Đó là chiếc kính này đây, màu xanh, kính Lacoste. Hai cái này đều có giá là 400 ngàn một cây hết trơn á. Tặng là tặng giá tiền đều bằng nhau luôn nha.
Đè hư cái hộp á hả? Trời ơi, bằng da bằng thịt chứ không phải là bằng đá đâu mà hư ông nội. Mọi người hôm nay mini game ai đoán trúng là được tốt tốt nhé. Ok luôn nha. Hello anh Đỗ Quang luôn ạ. À. Nhớ em muốn chết đi được luôn đó hả? Cảm ơn Kha Phạm Tinh nha. Rồi mọi người ơi, vậy thì mọi người thích kính nam hay là kính nữ nè? Mọi người comment cho tốt tốt thấy đi nè. Đây kính này nha. Rồi bây giờ lên câu đố cho mọi người liền luôn. Ai thích kính nào thì comment cho em nhiều thiệt là nhiều là em sẽ tặng kính luôn đó nha. Kính đẹp giống em không? Kính đẹp còn hơn em nữa đó anh trai của em ơi. Rồi em lên câu đố liền cho mọi người luôn nha. Tặng thật không em? Thật chứ sao không thật. Hello anh Phúc. Rồi em giơ câu đố lên cho mọi người coi nha. Câu đố hôm nay mà em muốn dành cho mọi người đó là câu đố gì vậy? Cây gì mà không có lá mọi người ơi? Cây gì mà không có lá nha? Hai cây kính trên đầu của em sẽ tặng cho người nào chia sẻ được, người nào chơi mini game cùng với em luôn mọi người. Cái cây kính này để lên một cái là tóc nó gì đâu không à? Mặt em đeo kính gì cũng đẹp đó hả? Cảm ơn Lương Lợi nhiều nha. Rồi cái kính trên đầu của em dành cho nam, còn kính em đang mang sẽ dành cho nữ mọi người nha. Cây nến là sai. Xin chào, hello Tuấn Đức luôn nha. Rồi em ok nhiều rồi nhé, hôm nay anh cố gắng cày. Nhưng mà hôm bữa anh chúng mini game rồi mà. Rồi mọi người comment cho tóc đi. Hello Nhật Phi. Rồi cây gì mọi người ơi? Cây gì nha? Cây gì mà không có lá? Cây gì mà không có lá? Mọi người comment cho em thiệt là nhiệt tình luôn nha. Thì một người chơi nhớ nha, chia sẻ livestream cho em về trang cá nhân để chế độ công khai một lần. Chụp màn hình lại cho em nè, chia sẻ vào các hội nhóm cho em tổng cộng là 10 hội nhóm. Chụp màn hình lại cho em, inbox fanpage mới nhận được quà mọi người nha. Còn không inbox fanpage là sẽ không nhận được quà đâu. Trời. Đổ nước lùm lá trơn. Cây bút là sai, cây cột điện là sai luôn anh ơi, cây vàng là sai luôn nha. Cây gì là chỉ có một lá mấy từ vậy em? Chưa gì hết mà anh phải đoán nhiều thì em mới có thể là gửi cho anh được chứ. Cây gì? Cây xương đồng là sai, cây cột điện là sai luôn mọi người ơi. Cây gì đây? Đừng có nói là cây kính nha. Cây gì mà có một lá mọi người comment cho Tốt Tốt liền luôn ơi. Hai cây kính trên đầu của Tốt Tốt là sẽ tặng cho mọi người đó, mọi người thích không? Mini game hôm trước là kính mà hôm nay là tóc là phải cày. Mình đã đặt từ 3 hôm trước rồi. Rồi Ánh Ngọc ơi, Ánh Ngọc cho chút xin số điện thoại kèm theo chữ kiểm tra đơn để chút cho nhân viên kiểm tra luôn nha. Hello anh Hà Trung, hello anh Quảng, hello Nhật luôn nha. Cây cầu là sai, cây cột nhà là sai rồi mọi người ơi. Cái cây gì mà nó không có lá thì mọi người comment liền cho em nha. Cây gì mà không có lá mọi người comment thiệt là nhiệt tình cho em luôn được không ạ? Cây gì? Cây bút là không có lá hả? Sai luôn anh ơi, cây gì mà không có lá mọi người nha. Đẹp ghê, không biết chọn cái nào hả? Để học đi biển hả? Đi biển thì chọn cái mẫu trên trán của trúc nè, rất là đẹp luôn nha. Cây gì? Cây thanh trúc là sai rồi anh ơi. Trời, bữa nào like cũng thấy uống nước hết vậy. Trời đất ơi, chứ nói tần suất nói như thế này mà không uống nước là banh cái cổ họng em luôn sao? Trời, mọi người comment liền cho em luôn nha. Cây gì là không có lá nè, chị thấy lâm vân luôn nha. Cây sắt là sai, bán hàng đem. Dạ ok anh Trần Sự à, anh Trần Sự đợi em xíu xíu thôi nha. Nguyễn Hữu Phong Châu ơi, hello anh luôn. Cây 9999 là sai luôn rồi anh ơi, tặng em cây đó đi. Rồi, cây gì mà không có lá mọi người nha. Cây kính em đeo này. Dạ không đúng luôn, không đúng luôn. Cây vàng là sai, cây cầu là sai, còn cây gì nữa? Một hồi đừng có nói cây ba ra nha, mọi lòng đừng có nói cây hai ra nha. Hello Ngọc Thạch, hello Ngọc Thành luôn nha. Chào Tấn Bin, chào anh Lâm Bình Xây luôn nè. Anh thấy rất là nhiều loại cây mà không có lá mà em đúng dò cho nên mới đố với ra nhiều đáp án chứ còn đố mà có một đáp án làm sao mọi người nghĩ ra được đúng không? Lúc đó chắc là chỉ có một mình em chơi luôn á. Hello Mèo Hoàng, hello BT hưởng luôn nha. Cây cục điện là sai, cây kho là sai, cây cầu là sai, cây trụ điện là sai, cây súng gì vậy anh ơi, cây đàn là sai luôn nha, đàn gì thế anh ơi. Hello trai tây luôn nha. Rồi mọi người chia sẻ livestream chưa, nhớ nha, chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai, chia sẻ vào 10 hội nhóm cho tốt tốt, chụp màn hình lại để nhận được quà luôn nha. Rồi lẹ lên mọi người nghe. để coi coi nè, coi coi nha. Cây răng là chưa đúng luôn nè, để coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Lượt chia sẻ mà tăng lên, tôi sẽ gửi cho mọi người liền luôn, cho mọi người mau mau trúng kính luôn nha. Cột nhà là sai, nha đam là sai, cây thuốc gì mới được nè Hải Phạm ơi. Anh gần đúng rồi nha. Cây bút em ơi là sai luôn, cây súng là súng gì nè, cây thuốc là thuốc gì, cây bút là sai luôn nha. Rồi, mọi người ơi, cây gì mà không có lá mọi người comment liền cho tốt luôn đi. Cây nha đam là sai, cây chó hả? Hay cây chổ là cây gì vậy anh Thắng kêu ơi? Cây rất cành là cây gì em không biết luôn. Quan Hùng ơi, cây xào là sai, cây cầu là sai. Để em coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ mà tăng lên em sẽ gửi cho mọi người liền luôn nha. Kính em đang mang có hai cây, mỗi cây là 400k một cây. Em sẽ tặng cho người nào có chia sẻ livestream nhiều nhất ở lượt
Người nào có comment đúng nha. Hiện tại là 110 lượt chia sẻ livestream rồi mọi người ơi, lẹ lẹ lên nha. Vì vậy anh mới hỏi mấy từ em. Dạ chưa được luôn, bây giờ gửi cho mọi người. Nếu như lượt share tăng lên, một hồi từ từ để em chơi mini game nè, em tặng cái kính cao cấp cho mọi người để lượt share nó tăng lên nha. Ê, cái cây này là hết rồi đúng không? 1706 là hết rồi đúng không? Dạ. Yeah. Lấy mẫu khác nha, mẫu nào nó cho chị nó đi. Có còn mẫu nào không? Rồi, em sẽ lên cây này cho mọi người coi nè. Thì cái cây này giá của nó là 900k một cây. Hôm nay sẽ tặng trong cái livestream này cho mọi người luôn nha. Em lấy cây này lên, em tặng cho mọi người luôn. Đây là kính Armani, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn đó. Hàng tặng, hàng chính hãng đầy đủ luôn nha. Hàng này em tặng cho mọi người, bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn đó. Đây, kính Armani, có logo Armani ở đây rất là đẹp, có họa tiết được khắc trên cái kính. Thì cái chỗ màu vàng ngay chỗ này nè, nguyên một cái cây màu vàng này, nó được làm bằng titan, không bong, không tróc, không xét và không gỉ. Em mang lên cho mọi người coi nha. Trong này là trồng Polaroid, chống trời, chống xước cho mọi người. Đây, em mang kính này lên cho mọi người coi, thấy cái sang chảnh không? Rồi, có ai thích cái kính này không mọi người ơi? Thì bây giờ sẽ tặng kính này cho người nào chia sẻ mini game của em nhiều nhất luôn nha. Ai có chia sẻ mini game nhiều nhất em tặng cho người đó chiếc kính này luôn. Thì làm sao để nhận kính này nha? Cây cây tài xỉu hả? Cây tài xỉu là sai luôn rồi. Cây tài cây xỉu là sai. Bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người để nhận được kính luôn nha. Thì đó là hello anh Hùng Hiệp. Bây giờ mọi người làm theo tốt tốt để nhận được kính luôn nè. Mọi người nhìn nha, trong màn hình livestream bấm chữ chia sẻ cho em ha. Cái cây kính này tới 900 ngàn một cây lận đó. Rồi bấm chữ chia sẻ ngay chỗ dưới đây. Rồi bấm vào chữ chia sẻ hội nhóm, click vào những cái ô chia sẻ hội nhóm hết cho em. Trong vòng 3 phút em sẽ chọn ngay ra người may mắn nhất luôn nha. Người nào chia sẻ cái livestream của em nhiều nhất vào hội nhóm, em tặng cho người đó chiếc kính em đang mang có giá là 900k nha. Rồi, hội nhóm đã hiện ra, click hết vào những cái ô màu xanh ở đây cho em luôn. Có bao nhiêu ô click hết bấy nhiêu đó ô cho em luôn nha. Hiện ra rất là nhiều trong vòng 3 phút. Sau đó bấm chia sẻ, chọn viết bài, bấm chế độ công khai cho em hình trái đất, bấm chữ xong ở đây, bấm chữ xong trên đây và bấm chữ đăng ở đây. Ok nha. Rồi trong vòng 3 phút thôi nha các anh các chị của Túc ơi, 3 phút thôi em bấm giờ cho mọi người. Sau khi 3 phút kết thúc em sẽ cho hệ thống bên em kiểm tra xem ai là người chia sẻ livestream nhất, tặng ngay cho người đó chiếc kính 900k mà Túc Túc đang mang luôn nha. Cái kính này nè, rơi rớt không vỡ không bể, chống trời chống xước cho mọi người luôn. Đặc biệt anh nam mang được, chị nữ mang được rất là ngầu luôn nha, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Rồi để kính này trên đầu cho mọi người lấy tự tin, mọi người lấy cái động lực, mọi người chia sẻ livestream cho em luôn nha. Chụp kính dưới đẹp quá hả, cảm ơn anh nhiều luôn nè. Kiếm sao có lá hả anh ơi, cái cây nào mà không có lá nha, cây thuốc lá là sai, cây xương rồng là sai. Rồi bây giờ 3 phút bắt đầu cho mọi người chia sẻ livestream rồi nha. Sau 3 phút kết thúc này em gửi cho mọi người và có thể là em sẽ công bố đáp án cho mọi người comment luôn, cho mọi người trúng kính luôn nha. Niềm vui của em là tặng kính cho mọi người thôi, một ngày em tặng tới 6 cây kính cho mọi người lận. Rồi ủa gì vậy à, ó nãy giờ chưa bấm giờ nữa. 3 phút đang dần trôi qua nha. Trong 3 phút này ai chia sẻ livestream nhiều nhất em tặng cho người đó chiếc kính trên đầu của em là 900k một cây, được không ạ? Đây, mang lại cho mọi người coi nha, rất là ngầu, nam nữ gì cũng mang được hết trơn. Cái gọng của nó là như vậy, kính này Armani, có hộp đầy đủ, nem cạc đầy đủ, bảo hành 3 tháng luôn nha. Em tặng mà em cũng bảo hành, đã thấy em chơi sốc không? Tặng là tặng hàng chính hãng, tặng đàng hoàng luôn, bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn ha. Rồi, mọi người tranh thủ nha, 2 phút 30 giây đang dần trôi qua. Đây, mình có được kiểm tra hàng trước khi nhận không? Được luôn anh Nguyên ơi, được kiểm tra hàng trước khi là mình nhận và mình thanh toán tiền luôn nha. Khi mọi người mua kính bên em á, yên tâm đi, em cho mọi người kiểm tra hàng hết trơn. Vì em biết là nếu như mà mua hàng trên mạng rồi ai biết bà nội nó có lừa đảo mình hay không, đúng không? Tự nhiên đưa cái hộp hàng bắt mình trả mấy trăm ngàn, ai điên mà trả tiền, đúng không? Mọi người gặp em tốt mà trả, đúng không mọi người? Nên em sẽ cho mọi người mở hộp ra, khui hàng đầy đủ luôn, kiểm tra coi con nhỏ nó bán kính nè, có đúng như nó nói trên livestream không, có bị trời bị xước gì không, đúng mẫu đúng mã gì không. Nếu mà đúng hết rồi cho em xin tiền nghe. Rồi bên em bán hàng hôm nay xe cho mọi người tới 50% giá kính, cho nên mọi người hãy ở lại trong livestream để mua kính luôn nha. Còn bây giờ thì mình chơi mini game trong vòng 1 phút này nữa thôi. Thời gian đang dần trôi qua, em sẽ cho hệ thống kiểm tra xem anh chị nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất, tặng cho người đó chiếc kính này luôn. Cây xương rồng là sai, chào em cho anh Tiền Vũ luôn nha. Xếp chị bán kính luôn đó hả? Xếp chị và chị bán kính cho em đúng không? Tôi chia sẻ nhiều lắm rồi. Dạ em cảm ơn bạn Trần nhiều nghe. Rồi kính trắng tôi thế, cảm ơn Hoàng Lâm ạ. Cây đèn cày là sai, cây đình là sai. Gợi ý cho mọi người nha, gợi ý cho mọi người đáp án có 3 từ. Đáp án có 3 từ, chữ đầu tiên là chữ cây, chữ đầu tiên là chữ cây mọi người ơi. Chữ đầu tiên là chữ cây, còn 2 chữ nữa mọi người đoán nha. Cây gì không có lá? Đáp án có 3 từ, chữ đầu tiên là chữ cây. Rồi, bây giờ nếu như mà lượt share tăng lên 1000 share, em công bố đáp án cho mọi người, comment cho mọi người trúng kính liền luôn nha. Cái kính anh đang mang tới 900k một cái lận đó, hơi bị sốc luôn đó nha. Tặng là tặng hàng chính hãng, tặng hàng cao cấp cho mọi người, biết sao không? Cho mọi người chơi mini game cho nó nhiệt tình. Wow, 737 734 lượt
chia sẻ rồi đó mấy má ơi. Cây ATM là sai, cây xương rồng là sai, cây cột điện là sai, cây cột là sai luôn rồi. Lẹ lên. Ngọc Thắng Thủ chưa có chia sẻ livestream em không chọn Thắng Thủ trên mini game đâu nha. Nhớ nha, để tham gia mini game hợp lệ thì mọi người cần phải chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần, chia sẻ vào hội nhóm cho em 10 lần, chụp ngay màn hình gửi về cho fanpage để nhận quà luôn nha. Bên đây sẽ tặng kính cho mọi người. Cây chống xét là sai luôn anh ơi. Rồi, cây cột điện là sai luôn rồi. À, đây mọi người nhìn nha, còn 39 giây nữa thôi. Sau 39 giây này em sẽ lấy tất cả các mẫu kính bên em sale 50% cho mọi người luôn. Rồi, lẹ lên, còn 32 giây nữa thôi nha. Chỉ có 32 giây thôi. Cây củ may là sai, cây xào là sai, cây vàng là sai. Võ Thái Viên chưa chia sẻ livestream luôn, cây cầu là sai. Rồi, còn 20 giây nữa thôi. Sau 20 giây này em sẽ gửi cho mọi người để mọi người mau trúng thưởng luôn. Và em sẽ sale sập sàn những mẫu kính bên em với giá tới 50% luôn đó nha. 867 lượt chia sẻ. Trời đất ơi, chỉ còn tầm 100 mấy lượt chia sẻ nữa thôi. Em công bố đáp án rồi, mọi người tranh thủ chia sẻ luôn nha. Đây cái kính trên đầu của em nè, 900k một cây lận đó. Rồi, em sẽ cho mọi người coi còn bao nhiêu giây nữa. Hết giờ mọi người nha. Hết giờ. Long, kiểm tra cho thằng chị có ai là người chia sẻ livestream nhiều nhất rồi. Trời đất ơi, em đi một cái miệng của em đó. Nó đỡ mỏi ghê lại, đỡ nhức đầu ghê mọi người ha. Kêu lên rồi, kính đi mà nói. Rồi, em sẽ lên kính cho mọi người luôn nha. Mọi người comment cho em nha. Đây, đáp án có 3 từ. Từ đầu tiên là chữ cây, cây gì không có lá nha. Trong lúc đang đợi người chơi mini game trúng thưởng thì em sẽ cho mọi người coi một cây kính bên em. Và cây kính này sẽ là hàng em share cho mọi người luôn nha. Mọi người nhìn nha, cái kính em đang mang là kính hiệu Cushy. Có chữ Cushy trên đây. Cái chồng kính này nó không phải là chồng nhựa, không phải là chồng meca, mà nó là bằng chồng thủy tinh luôn. Thủy tinh hữu cơ nha. Viên màu trà, viên màu vàng, trong màu trà luôn. Em test tiêu về cho mọi người coi. Chuẩn tiêu V là chuẩn 400 mọi người thấy chưa? Thì kính này nam mang được, nữ mang được, đi ngày cũng được, đi đêm cũng được luôn. Đi tuốt tuần tuần luôn nha, đi đêm là thấy từng cái hang cùng ngõ ngách gì thấy hết trơn luôn. Vì kính này rất là sáng mọi người nha, đi xuyên đêm được luôn. Mọi người nhìn nè, bên hông càng kính sáng bóng cực kỳ. Ở đây có chữ Cushy, trong sáng bóng. Cái gọng kính này nè nha, nó được làm bằng titan, bảo đảm với mọi người không bong, không róc, không xét và không gãy luôn. Bên em bán hàng cho mọi người, bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn, được kiểm tra hàng trước khi là thanh toán. Thấy ưng rồi thì lấy, không ưng thì thôi trả tiền, hay lộn trả kính lại cho em luôn nha, cho kiểm tra hàng hết trơn. Rồi, mã kính này nếu như trên livestream, những ai comment nhanh nhất cho em luôn 2025 kèm theo số điện thoại trên một comment, em xe kính này từ 400k trên sách của em xe còn 149.000 cho đúng 19 người đầu tiên comment thôi. 19 người comment đầu tiên nhanh nhất nha. 2025 kèm theo số điện thoại 149.000 ra đi liền luôn ha. Có bảo hành 3 tháng đầy đủ luôn. Rồi, chuẩn bị mọi người nha. 149.000 nè, comment cho em 2025 kèm số điện thoại nha. À, cái kính này em còn có màu đen cho mọi người nữa. Long ơi, Long có thể tìm cho chị cây màu đen cây Cushy không Long? Ở đây không có cây Cushy màu đen. Rồi, mọi người chuẩn bị nha. 2025 kèm theo số điện thoại 149.000 một cây cho mọi người luôn. Rồi, giá bao nhiêu? Dạ Yến Ngọc ơi, 149.000 trên sắp em bán tới 400k một cây. Lý Hương ơi, cho em xin số điện thoại luôn. Bắt đầu chốt nha, em chốt cho Thiên Nguyên một cây luôn. 149.000, phí ship ngoại thành 30k, nội thành 20k luôn nha. Rồi, anh thích kính của em cơ, kính của em không bán cho nội. Chốt cho Khoa Thu một cây, 149.000 cho Khoa Thu luôn. Đây, có màu đen cho các anh nam nữa. Các anh nam mà thích màu đen thì comment màu đen cho em luôn nha. Đây, cái kính em đang mang 400 sale còn 149.000 nè. Màu khói là mình đi đêm được luôn, đi ngày đi đêm được hết trơn. Kính này có khắc tia laser chữ Cushy trên đây cho mọi người. 149.000 em chỉ sale trong vòng 3 phút thôi. 3 phút, lộn 1 phút thôi, không sale nhiều tại hết kính thôi, em còn vài cây thôi. 19 cây nha. Chốt cho ai đây ạ? Khoa Thư em chốt rồi. Yến Ngọc 2025 cho em xin màu luôn đi. Nam nữ mang được hết trơn á, Yến Ngọc luôn rồi nha. Tiêu cự bao nhiêu? Dạ, ổ kính này tiêu cự bao nhiêu Long? Rồi, Như Ngô luôn nha. 2025 cho Như Ngô luôn. Gì? 52 ạ. Rồi, em chốt cho Như Ngô một cây, cho anh Phạm một cây. Chỉ có 19 người duy nhất comment thôi. Hết 19 người em quay về với giá là 400k một cây mọi người nha. Rồi, lâu ghê hôm nay mới gặp chị ơi, chị chào em luôn nha. Rồi, trong mua mắt tôi đi hả? Kem Nam Thái, em chốt cho anh kem Nam Thái luôn, cho em xin màu luôn mọi người ơi. Kem Nam Thái một cây, 149.000 một cây, viền màu đen, trồng màu khói nha. Em test tiêu V cho mọi người coi, chống tiêu V là nhảy bập bập luôn nha. Ê, cái kính này không chống tiêu V nè Long, lấy chị kính khác đi Long. Không, cái kính này sao không chống tiêu V nè. Rồi, em lấy kính khác cho mọi người coi luôn nha, comment liền cho em luôn nè. Yến Ngọc ơi, 2025 em chốt luôn nha. Trần Hoàng ơi, em chốt cho anh Trần Hoàng luôn, 149.000 một cây. Anh thấy kính nan đẹp hơn hả? Rồi, đến shop thanh toán trực tiếp hay thế nào? Dạ đây Minh Thư ơi, nếu như mà mình mua hàng á, mình có thể tới shop mình thanh toán trực tiếp luôn. Bên em cho anh kiểm tra hàng đầy đủ luôn nha. Nếu như mọi người mua hàng, mọi người sẽ được thanh toán tiền nè, được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền luôn, được bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Rồi,
Ủa này mà dạ cảm ơn Sơn Nhi nha. Cái ID em là sai rồi. Trần Giang 2025 cho em xin màu đi. Màu trà em đang mang rất là đẹp luôn nè Trần Giang ơi. Đẹp cực kỳ. Rồi Trần Giang một cái là màu trà luôn. Đỗ Văn Phúc 2025 cho Đỗ Văn Phúc luôn. Cho Thi Nguyễn 2025. Sắp hết rồi mọi người ơi. Sắp hết rồi nha. Thi Nguyễn em chuẩn bị qua mẫu khác em sale nha. Thi Nguyễn 2025 luôn nè. Rồi cây cục điện là sai rồi, không đúng. Lương Thế Văn 2025. Dạ và mẫu dạ Đạt Văn Tây ơi, 149.000, mã là 2025. Lương Thế Văn em chốt cho anh nha. Đạt Văn Tây lấy thì comment cho em liền luôn nha. Rồi mọi người lấy thì mọi người comment nha, tranh thủ comment liền cho em luôn nha. Tinh Tôm Thất hả? Tinh Tôm Thất em chốt luôn nha. Chị này hình như ở Gia Lai thì phải, không có, chị không có ở Gia Lai, chị ở Sài Gòn. Em ơi trời ơi, cái điện thoại mà nó quăng như cái gì. Tinh Tôm Thất em chốt rồi. Huy Cẩm màu đen cho Huy Cẩm luôn nha. Rồi anh bắt tư vấn mình với ok Thắng Nguyễn luôn nha. Đâu rồi đâu rồi. Rồi mọi người ơi, có màu đen cho mọi người nữa. Thích màu, thích cái mẫu màu trà thì comment màu trà, thích màu đen thì comment màu đen cho em luôn nha. Chống tiêu UV là chuẩn 400 cho mọi người luôn. Đây kính này mọi người nha, chống tiêu UV chuẩn 400 cho mọi người luôn. Rồi ai thích đau hỏng không? Ai thích màu gì comment cho em màu đó đi, sắp hết kính rồi. 19 người thôi mọi người nha. Đây em mang cho mọi người coi, này là màu trà. Đó, cây này là màu đen. Hết màu nào lấy màu đó comment liền cho em luôn nha. Rồi có hai mẫu là màu đen với màu trà rồi. Rồi Trần Kha ơi, Trần Kha lấy thì comment liền cho em luôn Trần Kha nha. Trần Kha lấy thì Trần Kha comment cho em 20 là cái gì. Rồi Trần Hoàng luôn nè. Trần Hoàng là 2025 tranh Trần Hoàng nam màu đen ok nè. 149.000 mọi người nha. Màu trà cho Yến Ngọc luôn nè. Rồi con heo ơi, có túc chất cho con heo 2025 luôn nha. Con heo nè. Rồi ai nữa đây ạ? Nhật Chi ơi, màu đen Nhật Chi ơi, cho em xin mã là 2025 trọng đại, cho em xin số điện thoại nha. Thi Nguyễn em chốt 2025. Những ai có đầy đủ mã kèm số điện thoại thì em mới chấp hàng, còn không đủ là không chấp hàng được đâu Thi Nguyễn nha. Biết sao không, khi mà hệ thống thấy mã kèm số điện thoại về thì hệ thống mới lấy cái đó về, còn không á mọi người comment mà không có số điện thoại này nó sẽ hiện trên livestream nha, là không có đưa về hệ thống được. Cho nên comment đầy đủ cho em Hoàng Sĩ Hùng một cây luôn nha. Hoàng Sĩ Hùng 2025 tranh Hoàng Sĩ Hùng luôn. Rồi 19 cây sắp ra đi rồi mọi người. Sắp hết rồi, em lên chính xác cho mọi người coi luôn nha. Anh gì đó ơi, trọng đại cho em xin số điện thoại. Nhật Chi cho em xin 2025 luôn nha. Rồi anh Đẹp Văn Tây ơi, anh cho em xin số điện thoại của anh luôn đi. Anh màu trà nhé, ok Khoa Thư luôn nha. Rồi màu trà cho Thi Nguyễn. Thi Nguyễn ơi, Thi Nguyễn comment cho em đầy đủ chưa ạ? 2025 kèm số điện thoại liền cho em. Thanh Hải chưa có số điện thoại, không chốt được. Kem Nam Thái ok ạ. Rồi ai lấy thì comment liền cho em luôn nha. Tôi nhận được kính cửa sắt rồi, cảm ơn Trúc Lê nhiều nha. Rồi màu trà Trung Tiên Bình ơi, phải cho xin số điện thoại. Mọi người nhớ nha, mã 2025 kèm theo số điện thoại thì em mới chấp hàng được, còn không đúng mẫu không đúng mã không chấp hàng. Hoàng Sĩ Hồng em chấp cho Hoàng Sĩ Hồng một cây. Trọng Đại ơi, em chấp cho anh chưa ta? Nghe Trọng Đại quen quen, không biết nãy giờ chấp chưa nữa nè. Trọng Đại một cây luôn ha. Rồi ai lấy thì comment đầy đủ 2025 em mới chấp hàng được nha. Rồi cảm ơn sắp nhiều nhé, hàng về nhanh quá, ok hình mai nha, không có gì nè cục cưng ơi. Phí ship ngoại thành 30k, nội thành 20k mọi người nha. Ngoại thành 30k, nội thành là 20k. Rồi, anh Đẹp Văn Tay ơi, cho chút xin số điện thoại của anh đi. Dạ, màu khói em ơi 2025, anh Phạm cho em xin số điện thoại nha. Em chốt cho Lì Vân một cây luôn nè, Lì Vân 2025 luôn nha. Kính của em nhìn có đó, thấy đó không là sao em không hiểu luôn nè. Chưa có đủ 100 người đâu Ngọc Linh ơi, chị thả xuống chị biết mà. Anh Đẹp Văn Tay chưa có số điện thoại là không có được đâu nha. Rồi em chốt cho ai nữa đây ạ? Trọng Đại em chốt rồi. Đạt Văn Tây 2025 màu đen nè. 148 được không em? Anh Thanh Lô chọc em ngoài à. Chốt cho Đạt Văn Tây nha. 149.000 cho anh Đạt Văn Tây, cho anh Phạm màu khói luôn. 2025 cho anh Phạm luôn nha. Rồi sắp hết rồi mọi người ơi. Rồi sắp hết rồi nha. Thi Nguyễn ok, thấy Thi Nguyễn rồi, em chốt cho Thi Nguyễn một cây 2025 màu trà. Rồi Thành Dưỡng màu trà 2025 cho anh Thành Dưỡng. Mẫu kính này em đang mang nam nữ mang cũng được hết trơn á, đi ngày đi đêm gì được hết luôn nha. Em chốt cho anh Vương Đề Can một cây luôn. Nguyễn Hoài Phong một cây luôn nha. Rồi mẫu kính này chỉ còn vài cây thôi. Nguyễn Hải Phong một cây màu trà nhé chị. Ok con heo của chị tốt luôn nha. Rồi còn ai lấy nữa tranh thủ comment. Vương Đặng ơi, cho em xin số điện thoại mới chốt hàng được. Anh Phạm em chốt rồi. Nguyễn Hải Phong chốt cho anh rồi. Trung Thiên Bình một cây 2025 cho em xin màu luôn. Trung Thiên Bình ơi, cho em xin màu luôn nha. Rồi đau hỏng quá. Vương Đề Can chốt cho anh rồi. Nguyễn Hải Phong 2025. Nguyễn Hải Phong có số điện thoại chưa Long ơi? Anh Nguyễn Hải Phong ơi, anh comment cho tốt. Nguyễn Hải Phong ơi, cho tốt xin số điện thoại luôn đi. Tức tức đau hỏng quá mọi người, có ai hương tóc không? Chứ chết cho Nguyễn Tài màu khói hai cái. Dạ Nguyễn Tài à quên nữa. Mọi người ơi, mua ba cây miễn phí ship không tính tiền ship. Dạ kính này kính nam nè Bùi Ảnh ơi. Nguyễn Hoài Phong ơi, tốt chết cho anh luôn nha. Thấy rồi nè, 2025 cho Nguyễn Hoài Phong. Ok nè, rồi Hồ Nam 2025 luôn nha. Chị mua Linh em mang, em đang mang. Chị mua kính em đang mang phải không ạ? Vậy Quốc Long ơi, comment cho em 2025 kèm theo cái số điện thoại nha. Hồ Nam em chốt cho anh luôn nha. Rồi mọi người ơi, em qua kính khác nha. Kính này chắc nó hết rồi đó. Rồi em qua kính khác cho mọi người liền luôn nha. Những ai...
Hả? Bán ba không nổi. Rồi, mọi người nhìn nha, em sẽ lên cho mọi người cái cây này là siêu phẩm bên em, siêu đẹp luôn nè. Đẹp tuyệt vời, đẹp cực kỳ luôn nha. Cái này có mã là 8301. Em nói thiệt mọi người, mang ra đồ một cái là nhìn ý như xã hội đen. Đây em mang cho mọi người coi nha. Rồi đốc cơ, nhìn em có ngầu chưa? Nhìn có ngầu không? Ngầu nhớ ba bầu. Hoàng sĩ hồng màu vàng em thấy rồi nha. Nhật chi ok nè. Rồi mọi người nhìn nè, cũng bạn cái mẫu này nha, nhìn nó tuyệt đẹp chưa ạ? Ở dưới là không có viền, ở trên là có viền luôn nha. Nó viền từ khúc này lên trên đây, có con cá sấu la cốt trên đây. Ở đây nó còn có khắc cái chữ là la cốt bằng ti la giang ở chỗ này nữa nha. Trời đất ơi, cái gọng nè, trời đất ơi, nó sáng trưng luôn. Cái gọng này là bảo đảm không hề bay màu, không tróc, không xét, không gỉ. Ra ngoài nắng nó còn đẹp, còn chói chang hơn nữa. Chấm tiêu về chuẩn 400. Thì mẫu kính này chỉ dành cho nam thôi, nên các bà nữ có muốn mua kính này thì mua cho chồng, mua cho bồ nha. Nó trong veo như vậy, thấy không ạ? Đi đêm được luôn. Ship tỉnh bao lâu thì có 3 ngày là có hàng luôn nha. Rồi Nhật Chi chúc tóc trên, chúc chốt cho Nhật Chi rồi nha. Mẫu kính này em mang cho mọi người coi, trời đất mẹ ơi, nó sang. Có hộp đầy đủ, có khăn đầy đủ cho mọi người luôn. Mã là 80. Mã nhiều vậy? 8301. 8301 kèm số điện thoại cho em 400k, sale còn 149 luôn nha. Ok Quốc Long luôn á. Anh Linh màu vàng, dạ ok Quốc Long luôn nha. Rồi, ngầu là dễ bể đầu lắm nha. Đâu có ngầu nhưng mà hiền mà đẹp trai là được. Nói nghe nè, những anh em nào mà không có bồ mang kính của em vô là bảo đảm có bồ luôn nha. Không những có bồ mà còn có bầu nữa nha. Mấy con thấy nó có bầu chứ không phải là mấy anh có bầu đâu đó nha. Rồi, ai thích kính này tiêu V không nhảy kìa. Tiêu V có nhảy mà anh ơi, chống tiêu V là chuẩn 400 ten 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 ten. Đó, rồi ai lấy mẫu này tranh thủ comment cho em là 8301 kèm số điện thoại nha. Con cá sấu màu vàng, cái viền màu vàng này được làm bằng titan, 149.000 một cây. Anh Thanh Tuấn Nguyễn ơi, 149.000 một cây, có hộp có khăn đầy đủ, được mở hàng ra coi hàng, cảm thấy thích rồi. Cảm thấy không trời không xước, đúng mẫu đúng mã như con bé trên livestream này nó nói. Thì mọi người trả tiền, còn không thì thôi gửi kính lại cho anh giao hàng, không phải gì hết nha. Rồi bây giờ em bắt đầu chốt hàng luôn nha. Mã kính này 8301 kèm số điện thoại 400k, sale còn 149.000 một cây thôi. Sản phẩm y hình, y như hình thật, sắc xe gì? Sắp xe giúp mình còn một nào. Trời đất ơi, em nói mà sản phẩm bên em bán là y chang thiệt luôn. Em like như thế nào là em bán như thế đó, mọi người yên tâm. Em cho mọi người kiểm tra hàng, mà bên em mà bán hàng mà lừa dối là này nọ, làm ăn không có tâm á, là khi mọi người mở hàng đâu có dám cho mọi người xem hàng đâu, đúng không? Xem rồi không mua sao? Bên em cho kiểm tra hết trơn luôn đó, cho nên mọi người yên tâm luôn nha. Mua hàng trên mạng cũng như mua hàng tại nhà, giao hàng tận nơi cho mọi người coi, mọi người kiểm tra luôn mà. Chứ cho Khôi Hoàng Võ một cây luôn nha. Mã kính này 11 cây, duy nhất kính em hết rồi. Khôi Hoàng Võ một cây. Trí Phạm cho em xin số điện thoại luôn. Đạt Văn Tây giáp tranh 8301, 149.000 một cây cho Châu Phạm 8301 luôn nha. Không cần nói gì hết, chỉ cần comment cho em mã là 8301 thôi là em chốt rồi. Kèm theo số điện thoại nữa, Trí Phạm không có số điện thoại không chốt được. Cảm ơn anh Hần Nguyễn Văn luôn nha. Đạt Văn Tây chốt rồi, chốt cho anh Phát Lê một cây 8301 luôn. Ok, anh Phát Lê luôn nha. Rồi, chúc chốt cho ai nữa đây? Mọi người nhanh tay comment. Thanh Tuấn Nguyễn ơi, có lấy comment cho em luôn nha. Châu Phạm, em chốt rồi nè. Thanh Tuấn Nguyễn ok, Thanh Tuấn Nguyễn 8301. Rồi, mã kính này còn 7 cây duy nhất, chỉ có 11 cây thôi. 8301, một cái 252, 2025, hai cái hai màu. Ok, Tô Thanh Hải, anh được free ship luôn. Anh không tốn 1.000 nào tiền ship hết nha, Tô Thanh Hải nha. Rồi, mua 3 cây không tốn tiền ship mọi người nha, cho nên mọi người tranh thủ và chọn đúng 3 mẫu đi, được free ship hết luôn. Chuyên Nguyễn một cây luôn nè. Hình như Chuyên Nguyễn lâu quá em mới thấy live stream của em đúng không? Em một cái đào anh ơi hả? Làm sao hả? Anh Tuấn Nguyễn nói vậy không hiểu trơn à. Rồi mọi người tranh thủ comment nha. 8301 kèm theo số điện thoại, cái mẫu em đang mang nè, siêu say siêu chảnh luôn. 149.000 à, cái chồng này không phải là chồng mega, không phải là chồng nhựa mà nó được làm bằng chồng thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Rồi Thanh Tuấn Nguyễn chúc chốc cho anh rồi, chúc chốc cho Mr. Cường Hồ luôn nha. Trời đất ơi, là cái tên mà dễ thương dữ dễ dàng luôn á. Chúc cho Mr. Cường Hồ một cây luôn nè. Khóc thật làm sao? Vậy thì Thanh Trần mua kính để người yêu có bầu liền hay ấy nha, tốt tốt đúng rồi. Mua kính lẻ lên mọi người ơi, cho người yêu có bầu liền luôn. Kính giữa giá bao nhiêu? Kính giữa là không có bán nha ông nội. Rồi cho anh Trung Phan một cây, cho Trí Phạm một cây 8301. Mã kính này em còn tầm 5 cây thôi nha. Trí Phạm một cây luôn, Trung Phan em chốt rồi. Rồi là tôi là một cây luôn, là tôi một cây 8301 luôn nha. 8301 149.000 một cây, cho Tuyến Trần một cây 8301, nó đẹp lắm mọi người ơi. Mẫu kính này dành cho nam, các chị nữ mua thì mua cho anh nam của mình nha. Chống tiêu về chuẩn 400. Hàng bên em bán chuẩn căng đét cho mọi người luôn, bao test đầy đủ. Nếu như ai mua kính bên em, dạ 149.000 Nguyễn Thanh ơi, 400k sale còn 149.000. Trên đây có khắc cái chữ là la cốt cho mọi người, các con cá sấu la cốt trên đây luôn nha. Nói mà ngứa mũi không dám gãi luôn đó. Anh chốt 8301 một cái thôi nha. Dạ ok, Quốc Long chốt cho anh cái này luôn nha. Nguyễn Thanh lấy comment liền cho em. Hàng đẹp quá, em mua hẳn 4 cái rồi mà vẫn muốn đặt nữa hả? Đúng rồi, Ngọc Ngà lấy cái này nữa đi, đẹp lắm luôn. Chị sắp hết hàng cái mã này rồi.
Rồi, Dương Văn Thanh một cây 8301 cho anh Dương Văn Thanh luôn nha. Mình hơi mập thì dùng mắt kính nào sẽ hợp sắc ơi. Vậy thì anh chọn cái mắt kính là cái form giọt nước giống như em đang mang luôn đi nha. Rồi, mệt rất mệt quá. Rồi, Nguyễn Thanh 8301 chúc cho anh rồi. Khánh Huỳnh 8301 luôn rồi nha. Mình nhận được mắt kính rồi, đúng dịp để điều biện. Ok Khánh Huỳnh nha, cảm ơn Khánh Huỳnh. Alo, cảm ơn Hiền Miền Hà Na. Rồi, chúc cho Khánh Huỳnh một cây 8301 luôn nha. Rồi, bây giờ em qua mẫu liền, cái mã này em còn vài cây thôi, em qua mẫu liền luôn nha. 8301 đen nha. Dạ anh ơi, cái này là cái màu xanh. À, có cái màu đen luôn phải không Long? Cái này là màu xanh nha. Cái viền màu vàng là kính màu xanh. Cái này em cũng có màu đen nữa, để em lên cho mọi người coi nè. Cái này màu đen nè. Mọi người thích cái nào thì mọi người comment cho em luôn nha. Mất quá hả? Trọng Nghĩa ơi, cho em xin mã luôn đi anh ơi nè. Có cái màu đen nữa là tròng đen, viền đen luôn. Thì mọi người thích cái màu xanh trên đầu của em hay là màu đen? Màu xanh là viền vàng, màu đen là viền đen. Rồi bây giờ mọi người comment cho em thêm một cái màu nữa nha. Những ai comment màu đen thì lấy màu đen, những ai comment màu xanh thì lấy màu xanh luôn ha. Boxer không viền thì sắc, ok em lên boxer không viền. Nhưng mà bên em boxer là có viền anh ơi. Đau không không? Đau không ạ? Anh muốn nấc cổ họng em luôn rồi đó. Trái kia để tự nhiên không cần hả thính. Chết kia. Rồi, hello anh Hải Chiều luôn nha. Có kính 3D không? Dạ em không có kính 3D luôn. Trọng Nghĩa ơi, Trọng Nghĩa có thể nào cho em xin cái mã được không? 8301 em đang mang là màu xanh nè. Còn kính này là màu đen anh nha. Đó, anh lấy kính nào thì anh comment liền cho tốt luôn nha. Mệt quá hả? Nổ mồ hôi luôn mọi người ơi. Long ơi mở miếng máy lạnh lên được không à? Long ơi mở máy lạnh cho chị tốt đi. Rồi, Ninh Bùi Xuân, em chốt cho Ninh Bùi Xuân 8301 màu đen viền đen. Dạ ok Ninh Bùi Xuân nè. Cái kính màu đen này nó rất là ngầu luôn đó nha. Những anh nam nào mang một cái em nói thiệt gái nó có bầu hết trơn luôn đó. Màu đen thì nó ngầu hơn là màu xanh nữa. Còn màu xanh thì đi đêm được, màu đen không đi đêm được. Ninh Bùi Xuân nha. Màu đen này làm đi đêm là không biết có tới nhà được không mọi người ha. Nó đen thùi lùi ha. Rồi, em chốt màu đen cho Trọng Nghĩa. Nhưng mà Trọng Nghĩa ơi chưa có chốt được. Anh phải comment cho Túc là 8301 thì Túc mới thấy nha. Xanh đen nha. Ok Dương Văn Thanh luôn nè. Mua đây, hàng ở đây chất lượng tốt nè Hoài An, cảm ơn Đoàn Lan Anh luôn nha. Rồi, mẫu kính này Túc đang mang ngầu lắm, em qua mẫu liền nha. 8301 màu đen, 8301. Trọng Nghĩa ơi, cho em xin cái mã là 8301 thì em mới chấp hàng cho anh được. Rồi, em sẽ cho mọi người coi một cái dòng cao cấp bên em luôn. Nãy giờ có ai hóng cái dòng cao cấp không? Dạ, Khôi Hoàng Võ lấy cái màu xanh 8301 cho anh Khôi Hoàng Võ luôn nha. Anh Khôi Hoàng Võ lấy thêm cái màu đen nữa không? Ok, 8301 màu đen viền đen cho Trọng Nghĩa luôn, cho Châu Phạm màu đen. Châu Phạm ơi, hồi nãy em chết cho chị rồi, vậy là bây giờ lấy cái màu đen cho chị nha. Rồi, Trọng Nghĩa luôn nè. Anh màu đen nhé anh được. À nãy em nói rồi, ok em đặt băng tay, nãy anh nói rồi em ghi nhận rồi. Rồi, em lên cho mọi người coi cái cây kính này là siêu đẹp luôn nè. Cây kính này nha, thôi lên cái cây kính ngầu ngầu cho các anh nam đi đòi nợ luôn ha. Rồi, anh trai xứ Thanh ơi, anh cho Túc xin số điện thoại đi. Anh Tô Thanh Hải chốt lại nhé. 8301 hai cái, hai màu, 2025 một cái đẹp. Ok, anh Tô Thanh Hải luôn. Trai xứ Thanh ơi, cho em xin số điện thoại của anh đi. Cảm ơn Tiên Nguyễn nghe. Rồi, có kính Ray-Ban không em? Dạ có luôn, Dương Văn Thanh ơi, Túc có kính Ray-Ban luôn. Nè nè mọi người, Túc lên cái kính này cho mọi người coi nè. Túc mang kính này, Túc đi đòi nợ, mọi người thấy sao? Ngầu không ngầu? Ngầu lắm luôn. Rồi, ngon lắm luôn đó mọi người nha. À ok, trai xứ Thanh em chốt cho anh 8301 luôn nha. Rồi, trai xứ Thanh 8301 một cây luôn nè. Mình Đức Ân, ok Nguyễn Đông, em cảm ơn Nguyễn Đông nha. 8301 cho trai xứ Thanh một cây, 149.000 một cây. Còn kính này nha, đây rất là ngầu luôn, dành cho những anh nam nào mình thích ngầu mà không cần nổi bật. Cái này là cái gọng màu bạc nè, cái cầu nó màu bạc, cái tròng màu đen, trên đây có chữ boxer cho mọi người, tròng bolero nha. Cái này mà cầm mà ném vô mặt ai cũng không hề lẽ kính luôn nha, lụm lên là mang lại được luôn, chống trời chống bể chống rơi chống rớt cho mọi người luôn. Đây bên trong của nó có màu xanh, thì cái lớp màu xanh này dạ có ship Hà Nội luôn, trên gần dưới biển ở đảo ở đâu cũng ship hết trơn á. Có 30.000 thôi mọi người nha, tiền ship có 30.000 thôi. Cái này bao nhiêu? Dạ cái này 700k một cây tình yêu ơi. Nhưng mà nói nghe nè, hôm nay đang có chương trình khuyến mãi cho nên em xem chỉ có còn 350 thôi. 350 một cái cây kính này nha. 8722 kèm số điện thoại cho em. Trên đây có chữ voucher cho mọi người. 8722 kèm số điện thoại nha. 350 một cây hàng cao cấp bên em. Khi mọi người mua hàng sẽ có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. 8722. Rồi, đây mọi người nhìn nha. Đó, có hộp, trên hộp này khắc boxer luôn nha. Có hộp đầy đủ luôn nè, có khăn luôn, có nem cạc đầy đủ hết trơn á. Rồi, kính này là đi đòi nợ chắc chắn là bể đầu đi. Cha nội này, tại sao anh lại nói như vậy? Anh thấy em hiền quá đi đòi nợ không được đúng không? À, kính này mang vô nha, rất là ngầu luôn. Đẹp trai cực kỳ luôn, nhìn nó rất là nam tính mọi người nha. Rồi, mẫu kính này 8722 tròng đen viền đen cầu kính màu bạc, ai lấy comment liền cho em. Rồi, Tâm Thanh Huỳnh ơi, anh cho chút xin số điện thoại để chút chấp hàng cho anh đi nha. Rồi, em bắt đầu chấp hàng cái mã này luôn, ai lấy comment liền cho em. Mã kính này em có duy nhất tầm vài cây thôi, ai lấy comment liền cho em. Ấy cái mon lanh này còn hả Long, hợp còn không Long? Mon lanh còn hợp không?
mai hôm nay không like đúng không? Ok ok. Rồi 8722 kẹp số điện thoại dạy, cảm ơn anh Tiến nha. Anh Tâm Thanh Huỳnh ơi, cho tôi xin số điện thoại đi ạ. Mặt nhỏ đi được không em? Dạ được anh ơi. Cái chồng này là chồng nhỏ nhất bên em rồi đó. Kiếm gì hiểu? Chồng nhỏ nhất bên em rồi đó nha. Anh lấy thì anh comment liền cho em luôn nha. 8722 kèm số điện thoại liền cho em luôn nè. Em không có kính nữ hả chị Tích? Có kính nữ chứ sao, không có kính nữ để chị lên cho em coi luôn nha. Rồi em chốt cái này cho chị Liên Diệp luôn nha. Liên Diệp một cây luôn nè. 8722 kèm theo số điện thoại ngoài cùng, ngăn ngoài cùng. Rồi anh nhận được hàng rồi em nha. Dạ cảm ơn anh Tiến nhiều nha. Anh có ơn không ạ? Rồi anh Dương Văn Thanh ơi, anh Tâm Thanh Huỳnh ơi, anh cho tôi xin số điện thoại đi để chút chút hàng cho anh nha. Cái cây này rất là đẹp luôn mọi người nha, hàng đẹp đó. Dạ em cảm ơn anh Tiến nhiều nha. Đây bên trong của nó là như vậy, có hộp butcher đầy đủ cho mọi người luôn, 350 một cây. Rồi em chốt tiếp nha. Rồi bắt đầu em chốt nữa nè. Sơn Trần một cây luôn, bao nhiêu một cặp mắt kính vậy? Dạ Sơn Ca ơi, 350 một cây, giá gốc 700, giá sale 350, Sơn Trần một cây. Rồi em chốt cho ai nữa đây ạ? Em chốt cho Minh Nhật một cây luôn nha. Ok nha. Rồi ai lấy nữa tranh thủ comment liền cho em luôn nha. Mã kính này 8722 kèm số điện thoại liền cho em. Bây giờ em sẽ qua mẫu kính khác cho mọi người coi lông. Mở lạnh lên cho chị nóng quá, chị chảy hết mỡ luôn rồi nè. Ngồi like một cái là giảm cân luôn. Nhưng mà nóng quá, ngực quá. Rồi bây giờ nói nghe nè, em sẽ lên cái kính này. Và cái kính này thì chỉ có duy nhất thôi nha. Để em lên cho mọi người những cái mẫu kính lẻ bên em nha. Mọi người thích lên dòng kính cao cấp hay lên dòng kính giá tầm trung, mọi người comment lên cho em liền nha. Kính cao cấp hay kính giá tầm trung. Còn bây giờ thì em sẽ lên những cái mẫu mà chỉ có một cây duy nhất luôn. Để em coi cái mẫu này bao nhiêu cây nha. Lên cho mọi người trước rồi em tìm sau ha. Long kính này sale nhiêu? Sale 149 luôn nha. Đúng không? L16. Rồi mọi người ơi, cái kính này em đang mang là trồng hình chữ nhật như vậy nha. Trồng hình chữ nhật, trồng màu trà. Hello, hello anh quá khứ luôn, hello anh Việt, hello bên kia đình dốc luôn nha. Trồng này màu trà, còn viền này nè, nó là màu vàng kim. Có con cá sấu la cốt trên đây, mọi người nhìn nha, bên hông nó như vậy. Có con cá sấu trên đây, cái viền của nó rất là sáng bóng luôn. Ok, kính cao cấp em lên liền cho Nam Trần coi. Mã kính này bên trong con ve có hình con cá sấu, chống tiêu ghê chuẩn 400 đi ngày đi đêm. Mã là L16, phải L16 không? Ừ. Mà ơi, mà má ơi, mỏi miệng quá. L16 kèm theo số điện thoại cho em nha. 149.000 một cây. Tính tiền về nhiêu? 390 đó hả? Rồi. Đây để em lục nha, coi còn bao nhiêu cây nha. Mã kính này để coi coi, một cây duy nhất mọi người ơi, một cây duy nhất. À, xúc có hai màu cho mọi người, một cái màu đen. L15 nha, một cái màu đen, một cái màu trà. Đây rất là đẹp, mở bọc ra cho mọi người coi. Rồi đó cô ơi, màu đen nè, đó. Thì ai thích ngầu thì mình chọn màu đen, còn ai mà trung niên thì mình chọn màu vàng nha. Rồi có kính chiếu không chị? Kính chiếu là kính gì hả em ơi? Rồi mẫu kính này ai lấy comment liền cho em, trong kính, trong kính nào hợp với du lịch hả sắp, hợp với du lịch em lấy cho Nguyễn Mon coi nha. Rồi mẫu kính này em đang mang cho mọi người coi, L16 149.000 một cây. Mỗi màu em còn đúng một cây duy nhất, em qua mẫu nha. Những ai lấy thì comment cho em L16 kèm theo số điện thoại liền cho em nha. 149.000 một cây thôi. Rồi L16 đẹp bàn tay màu vàng. Ok hết màu vàng mọi người nha, còn một cây màu đen. Anh đẹp bàn tay. Cái mẫu này nè, anh lấy màu đen cũng đẹp lắm luôn á. Anh lấy lên cây đi, 149.000. Mà nãy giờ anh mua 2 cây là anh mua 3 cây là anh được free ship rồi. Đây để em mở cho anh luôn nha, có 1 cây duy nhất à. Rồi, mua 3 sản phẩm liền một lúc được free ship luôn ạ. Cây mắm rơm là sai rồi. Phạm Tân ơi, em còn 1 cây duy nhất là màu đen này thôi. Anh lấy thì anh comment cho em nha. Em chốt cho Đạt Văn Tây 1 cây màu trà này luôn nè. Rồi ok, Đạt Văn Tây nha. Hello Minh Nhật. Rồi, kính này Phạm Tân ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha. Giá ba hả? Đã bao nhiêu? Giá bao nhiêu? Dạ Nguyễn Chiều ơi, 1 cây này duy nhất. Anh mua 3 cái rồi đấy. Ok. Anh đẹp văn tay luôn nha. Kính phản lại phía trước chị. À kính tráng gương nhưng mà nó nghe nè, chỉ có một cây này nè, nhưng mà nó bị lủng lỗ nè. Không phải nó bị lủng lỗ mà nó bị tróc một miếng sơn ngay chỗ này nè, em nhìn thấy không? Ở chỗ này nè nó sẽ có một cái chấm, nhưng mà thôi chị không bán cho em đâu, chị để chị chưng thôi. Kính này nè dễ thương lắm, nhưng mà nó bị chày một chỗ ở đây rồi đó, cho nên không bán được. Mẫu tráng gương này chị hết rồi nha. Rồi màu vàng ơi, ok Phạm Tân ơi, màu vàng em hết rồi. Không không có anh ơi, còn một cái là màu đen thôi nha. Dạ ok, Úc Ly thương Úc Ly ghê đó. Uống nước xíu là nó tiết đúng không? Để em uống nước cái. Đau quá, đau quá, đau quá. Đặt kiến này, giao kiến. Sao giờ anh Hoàng Tấn ơi, anh Hoàng Tấn ơi, anh được quyền kiểm tra hàng luôn mà Hoàng Tấn ơi. Mọi người ơi, mọi người nào, em nói mọi người nghe nha. Mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền luôn. Cho nên nếu như mọi người coi hàng nè, em livestream như thế nào, mọi người coi hàng như thế đấy thì mọi người lấy hàng. Còn nếu như mọi người không lấy hàng thì mọi người gửi lại cho shipper, không phải mất gì hết. Em đã giao tận nhà cho mọi người rồi. Và em cũng có cho mọi người kiểm tra hàng luôn rồi nha. Còn anh Hoàng Tấn ơi, anh đã có kiểm tra hàng, nếu như mà hàng không đúng như chất lượng em đã giới thiệu, anh có quyền trả mà anh nha. Còn nếu như mà anh ơi, anh có từng mua kính
bên em không? Nếu như anh mua kính là em có kiểm tra hàng, còn là nếu như anh không mua kính mà anh comment như vậy thiệt là đau lòng đó nha. À ơi, mình rất ưng hàng của shop đẹp không tìm vết, thật cảm ơn Chi Chi nha. Rồi, trên tủ còn kìa chị, trên tủ là hàng trưng bày của cưng của chế ơi, xem kính nam rồi, em lên kính nam liền cho mọi người coi. Hello anh Tùng Mạnh Nguyễn, cái kính này còn một cây duy nhất luôn nha. Rồi, em qua kính dành cho ai đây ta? Kính nam mà nam cao cấp nha anh ơi. Mệt anh quá, tự nhiên tội hợp với hiệp tội nghiệp cái hộp đựng kính trong khi em lên không tội nghiệp. À, em lên cái kính Ray-Ban cho mọi người coi nha. Lên mẫu kính Ray-Ban cho mọi người coi, hơi lên kính gấp đi ha. Đây, em sẽ lên cái kính này cho mọi người coi. Thì kính này nó là kính gấp mọi người nha. Đây, thấy không? Kính gấp thì cái hộp này có mang như có hiệu là Ray-Ban nha. Mọi người có thắc mắc là tại sao nó nhỏ như vậy không? Vì nó là gấp lại được làm hai luôn. Em mở ra cho mọi người coi nha. Tên có hộp da như thế này. Có chữ Ray-Ban ở đây cho mọi người luôn. Mở ra cho mọi người coi nha. Em mới vào, chị có không viền lục giác màu trà không chị? Không viền lục giác chị không có. Có không viền mà lục giác màu khói nè. Còn có phấn hình chữ nhật màu trà thì chị có nha. Kim Phạm để chị lên cho em coi nha. Rồi, sao không bán kính trời kia vậy chị? Nguyễn Nam ơi, nó bị trời một xíu rồi cho nên chị không có bán được. Nó bị trời xíu rồi, sao mà em mang bây giờ? Đây xem, mang chị còn cái cây duy nhất à. Em lấy không? Chị ship cho em, chị bán cho em 99k thôi. Không bán luôn hả? Không bán luôn kìa. Kính trời là nó không có cho bán. Rồi em mở ra cho mọi người coi nha. Cái kính này màu trà rất là đẹp luôn. Mở ra mở vô như vậy được luôn. Thấy chưa ạ? Thì cái kính này trong của nó được làm bằng tròng thủy tinh. Trên đây có chữ Ray-Ban được khắc tia laser cho mọi người. Tròng thủy tinh nha. Rồi viên của nó được thiết kế là màu vàng kim. Và nó được làm bằng titan. Không bong, không tróc, không xét và không gỉ. Ở đây có cái tem về lột ra. Bên đây nó có chữ AB cho mọi người nữa. Viết tắt của Ray-Ban luôn ha. Rồi tiếc quá, đúng rồi Hoàng Ngọc ơi, tiếc quá không có bán được. Rồi kính này mọi người nhìn nha. Mở vô mở ra được luôn. Này, hàng tốt không sắc tốt lắm luôn. Rồi, có kính nào nhìn xuyên qua gì? Qua bác không, em là sang không hiểu luôn. Hồ Chí Minh thì có tính phí ship không? Dạ có anh ơi, 20k một lần ship anh nha. Anh Âu Gia Bảo ơi, đây em mang lên cho mọi người coi. Rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Thì mẫu kính này nam nữ gì cũng mang được hết trơn á. Gọng của nó gọng nhỏ, viền của nó là viền nhuyễn như vậy luôn ha. Viền là viền sợi cước mọi người nha. Chống tiêu UV chuẩn 400 cho mọi người. Kính này bên em bán hàng là sẽ bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn. Cho kiểm tra hàng, ưng thì lấy, không ưng thì thôi trả lại ha. Rồi, mã kính này 700k một cây, hàng cao cấp, bên em có hộp đầy đủ cho mọi người. Đây là hộp Ray-Ban nha. Trong hộp sẽ có hộp như vậy nè. Đó, có cái hộp da như vậy. Có kèm khăn cho mọi người nữa. 700k một cây, ngày hôm nay em sale còn 350. Chỉ có 350 thôi nha. Ai lấy comment liền cho em là 3026 kèm theo số điện thoại 350 một cây. Ai có 3026 ai lấy comment liền cho em luôn nha. Đúng rồi, Lịch Nguyễn ơi, cái này đẹp lắm luôn. Cảm ơn sắp nha, kính rẻ mà đúng hẹn, mình kịp tặng bà xã rồi. Đúng rồi, tặng kịp cái 20 tháng 10 chữ gì. Có cái hộp đẹp thôi à. Anh Tấn Hoàng Tấn ơi, tại sao mà nếu mà anh kiểm tra hàng anh không thích thì anh trả lại đi, đâu có sao đâu nè. Bên em cho kiểm tra hàng đàng hoàng luôn nha. Rồi, kính này em đang mang nè, mã của nó là 3026, ai lấy comment liền cho em nha. Trồng thủy tinh, bảo hành đầy đủ cho mọi người. Đây, để trên đầu bắt đầu chốt hàng nha. 3026. Ơi lộn. Kính gấp mấy má ơi, kính gấp nha. Comment cho em là kính gấp kèm theo số điện thoại liền mọi người ha. Kính gấp thôi nè. Ồ, cái này nhiêu ta? Ê, cái này mỗi xem nhiêu vậy? 149. Ờ. Rồi, kính gấp kèm theo số điện thoại liền cho em luôn nha. 250 một cây chứ không phải là 700, em lộn cái kính Ray-Ban kia. Còn cái kính này nè, kính gấp chỉ có 250 một cây thôi. Giá gốc là 500, giá sale còn 250. Ai lấy comment liền cho em chữ kính gấp kèm theo số điện thoại nha. 250 một cây, có hộp da đầy đủ cho mọi người luôn. Có kính nội lại nào hợp với mặt sơn hòa sáp có luôn Thu Hạ ơi. Hello anh Văn Nam Nguyễn luôn nha. Kính này nè, gấp lại được 250 một cây thôi. Rồi, em gấp cho chị Nguyễn Thu Hà một cây. Ok chị Nguyễn Thu Hà luôn nha. Nguyễn Thu Hà một cây luôn nè. Ok chị Nguyễn Thu Hà. Rồi, ai lấy nữa comment liền cho em luôn nha. Em chốt cho Bạch Tố Ngân một cây. Ok chị Bạch Tố Ngân luôn, một cây luôn nè. Mã kính này 250 một cây mọi người nha. Ai lấy comment liền. Hôm nay nó lộn ngoài. Hôm nay tâm trạng em để đâu nó lộn ngoài sơn. Kính đẹp mà người đẹp hơn. Cảm ơn nghe. Cảm ơn đâu Đào Duy Tan. Cảm ơn Lịch Nguyễn. Rồi bây giờ em qua kính khác cho mọi người coi nha. Kính này là kính gấp kèm số điện thoại liền luôn. Kính tráng gương màu khói không chị? Không có Nguyễn Nam ơi, chị không có kính tráng gương mà màu khói. Đau họng quá, muốn nứt cái họng luôn á mọi người. Rồi em lên kính khác cho mọi người coi liền luôn nha. À lên kính dành cho nữ đi ha. À lên kính dành cho nữ cho mọi người nha. Đây lên kính dành cho nữ. Nãy bé nào hỏi chị không viền. Không viền mà lục giác màu khói đi ha. Màu trà chị hết rồi cục cưng nha. Không viền lục giác màu khói rất là sang cho mọi người luôn. Thì mẫu kính này trồng của nó là trồng thủy tinh hữu cơ nha. V
viên của nó là nó không có viền. Kính cao cấp hơn đây. Ok anh em luôn nha. Mình ở Nghệ An đặt kính thứ hai bao giờ có hàng thế? Thứ hai thì là thứ sáu có hàng nha. Rồi, mẫu kính này 400k sale còn 180, mã là 6851 dành cho nữ đi ngày đi đêm được luôn. Kính này có hai viền, có hai cái tầng, một tầng nhám, một tầng trong như vậy. Cái này nhìn nó tựa như hình tròn nhưng mà nó hình lục giác mọi người nha. Khía cạnh, khía cạnh, khía cạnh, khía cạnh, thấy chưa? Hello Tình Chung, em chào anh luôn ạ. Đây rất là sang, cái gọng của nó nhuyễn như vậy và nó tròn do nha. Rất là êm tai luôn, không bị đau tai, đằng sau nó còn bọc cho mọi người một cái lớp nhựa ở đây nữa. 6851 kèm theo số điện thoại luôn nha. Đó, chị sắp kết thúc live stream rồi đó. Việc Huấn ơi, Việc Huấn vô chậm quá vậy, giá bao nhiêu? Nhưng ơi, giá là 181 cây có hộp đầy đủ luôn. 181 cây chống tiêu về chuẩn 400 nha. Ai lấy mọi người comment liền cho tốt luôn nha. 400 nè. Rồi, mã là 6851. 181 cây, ai lấy mọi người comment liền cho em. Kính này em để trên đầu nha. Rồi, còn một cái kính màu trà nữa cho mọi người coi nè. Đây, ủa, anh Long ơi, cái kính này màu trà đâu rồi cưng? À, hết rồi chị. Rồi, em lên kính này màu trà cho mọi người coi nha. Màu trà thì cái mẫu này là 6863, mọi người nhìn nè. Ngay chỗ này được làm bằng titan, chỗ này cũng vậy luôn. Đó, titan nha. Không bong, không róc, không xét và không nghỉ. Cảm ơn Đào Lê nha. Cửa hàng ở đâu vậy? Dạ Thành Dưỡng ơi. Cửa hàng em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10. Dạ không anh ơi, Tình Chung ơi, kính này là kính chính hãng hàng em học về nha. Em đang canh sale á. Rồi, hình như trước em lấy cái này phải không ta? Chị đâu có nhớ đâu Nguyễn Hà ơi. Nhiều người mua quá sao chị tốt nhớ được. Trong này trong thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Trong này nó là hình chữ nhật đây. Rất là đẹp, em mang cho mọi người coi. Sang lắm luôn. Đúng. Nguyễn Hà lấy 6885 nè. 6885 Nguyễn. Ủa sao cứ nhớ hay vậy? Trên đây có hệ thống rồi mẹ. Em ơi em lấy là cái 6885. Và cái này nè. Đó Nguyễn Hà nha, là cái này nha. Còn cái của Tút đang mang cái gọng của nó là gọng khác. Gọng này là gọng hoa văn, còn gọng này là như vậy nha. Gọng này ở dưới đây là bằng nhựa trong suốt, nhựa cao cấp. Đẹp lắm luôn, màu trà nha. 6863, 181 cây. Ai lấy comment liền cho em. Bây giờ em sẽ qua kính nam dòng cao cấp cho mọi người coi luôn nha. Mắt kính tốt đấy nhưng chắc sắp nhiều việc nên mình đợi hơi lâu. Cảm ơn Thầy Thị Thanh nhiều nghe. Rồi em qua mẫu khác liền cho mọi người luôn ha. Em lên kính nào bây giờ thì tan đau bụng quá. Đau bụng quá mấy mắt ơi. Đây nó nghe nè, em xem cái mẫu kính này cho mọi người nè. Đẹp lắm luôn nè. Có một cây duy nhất à. Cây kính này nha, một cây duy nhất. Trồng này là trồng bolero, chống trời, chống bể cho mọi người luôn. Cái này đẹp nè, lấy luôn đi. Rồi, em chúc cho anh đẹp vân tay 6863 luôn nha. Dành cho nữ nha, ông tay nha. Ông đừng có mang kính đó mà ông về ông mang đi vòng vòng là kỳ lắm luôn. Rồi, em chúc cho anh đẹp vân tay một cây luôn nha. Ok, đẹp vân tay luôn nè. 180 một cây đẹp vân tay ơi. Rồi, em qua mẫu liền. À, có mấy cái mẫu kính lạ kia. À, có kính nào 2 triệu vẫn còn trên 50 không em? Dạ không có luôn anh Sumi anh Trinh ơi, không có nha. Kính nam có màu đen không chị? Có này chị đang mang, chị đang lên cho em liền coi. Thanh Tâm kính VIP với chị, ok chị lên kính VIP cho em coi liền luôn. Thì mẫu kính này mọi người ơi, trồng nó là hình chữ nhật, chống trời, chống bể, chống rơi vỡ cho mọi người, trồng bolero. Thì ở ngoài thị trường không bao giờ có giá dưới 250 mọi người nha. Nhưng cái kính này em sale còn 149.000 một cây duy nhất luôn. Mã là 832, mở ra mở vô được luôn nha. 832 chống tiêu UV thì chuẩn 400 không sai một ly cho mọi người luôn. Rồi, mã kính này 832 một cây duy nhất, ngầu lắm luôn. Ai lấy comment cho em một cây duy nhất luôn. Rồi, ai lấy comment nha. Mua tặng bạn, mua 4 cái có bớt gì nữa không? Mua 10 cái mới bớt được, mua 4 cái sao mà bớt? Mua 4 cái là free ship thôi, đâu có bớt được cái gì đâu. Rồi, mã bao nhiêu chị? Để lúc nào em lấy em nhận kính. Em chưa nhận kính nữa mà. Mã của nó là 6863 Nguyễn Hà nha. Còn, ý lấy luôn đi chứ còn có mấy cái à? Em mà không lấy là hết luôn á. Cái mẫu này nó đang sale rẻ mà còn đẹp nữa. Hà lấy luôn đi, có 180 à. Hà mà không lấy là vài bữa nữa mà cứ muốn mua là không còn kính đâu. Rồi, 832 ai lấy comment liền cho em luôn nha. Giọng này của nó bằng titan nè, màu xanh như vậy rất là đẹp. Trong màu xanh đi ngày đi đêm được luôn. Cái vòng của nó là phong cong như vậy cho nên nó ôm sát mặt của mình luôn. Nó rất là chống, nó có khả năng chống chiếu, chống chó, chống lá, chống khói, chống bụi, chống mưa, chống hơi nước cực kỳ cao luôn nha. Dạ kính này kính nam nè, anh Thanh Trúc Võ ơi, kính này kính nam. Lấy em cái lúc nãy màu đen nhé chị. Cái nào Như Ngô à, cái Như Ngô nói là cái màu khói chứ không phải màu đen cục cưng. Cưng nói màu đen chắc chị kiếm lòi con mắt luôn đó. Như Ngô ơi, cái này đúng không? 6851 xem mấy mẫu Ray-Ban đi em. Dương Văn Thanh ơi, em lên kính Ray-Ban gấp rồi. Hồi nãy Dương Văn Thanh thấy không? Thấy thì comment cho em cái kính này Ray-Ban gấp này đi. Hay là anh thấy cái này chưa? Nếu thấy rồi thì em qua mẫu nha. Em qua kính Ray-Ban khác cho anh. Rồi, Như Ngôi, em lấy kính này em comment cho chị Túc đi. 6851 kèm số điện thoại gì? Trời, đau họng cực kỳ luôn á mọi người. Đau họng quá à.
Như Ngô ơi, em lấy kính này em comment cho chị Túc nha. 6851 kèm theo số điện thoại đi cục cưng. Rồi chị qua mẫu cho em coi liền luôn. Đây, anh Du Văn Thanh ơi, em không biết là hồi nãy em cái lên kính Ray-Ban gấp này anh có thấy chưa nè. Đây em lên lại cho một lần nữa anh coi để anh chọn kính nha. Thì cái này nó sẽ có hộp da cao cấp như vậy cho anh. Bên trong nó sẽ là cái kính bằng thủy tinh, nha. À, kính nam đi em, dạ Tài Nguyễn ơi em lên kính nam nè. Ok nam Trần, ok lên kính VIP liền luôn. Liền. Rồi, cái kính này mọi người nha, anh Dương Văn Thanh ơi, mẫu này 250 một cây. Trong kính này trồng thủy tinh, viền màu vàng, viền bằng titan, không bông, không tóc, không gỉ, không xét, bảo hành 3 tháng kiểm tra hàng trước khi nhận hàng luôn. Đây em mang cho anh coi. Đó, rất là ngầu, rất là sáng, mẫu này đi đêm được nha. 250 một cây, giá gốc 500k, tặng hộp cao cấp cho anh luôn, hộp kèm luôn nha. Full box 250, lấy comment cho em chữ kính gấp. Em lên cái cây cao cấp cho mọi người coi liền luôn. Chắc chắn mọi người sẽ ưng nha, kính này nam nữ đều mang đẹp hết trơn. Sóc Trăng mấy ngày có hàng, dạ Sóc Trăng là 3 ngày có hàng, lên kính nam. Ok, lên kính hoa, lên kính nam liền luôn. Rồi kính VIP nha, mấy má ơi. Rồi em mang kính này lên nè mọi người nhìn, đi đêm không? Lực vừa không? À, lực hồ tôm ơi, trời đất ơi, đọc cái tên là tôi muốn lộn luôn hà. Lực hồ tôm. À, rồi mọi người nhìn nha, cái kính Ray-Ban này đi đêm được anh nha. Còn kính này em đang mang, mã của nó là 0023. Đây là dòng cao cấp nhất bên em, dòng Armani. Đây cái kính này nha. Và cái kính này em sẽ dành một cái ra để em tặng cho người có chia sẻ livestream cho em nhiều nhất, là em tặng cái này nè. Lục nhé, anh Lục Hồ Tôm. Ok nha, Lục Hồ Tôm. Rồi, Lục Hồ Tôm ơi, anh có lấy kính này, anh comment cho Túc đi. Kính gấp kèm số điện thoại đi ngày đi đêm được luôn, 250 một cây nha. Có tính tiền ship không em? Dạ có chứ, Nguyễn Tân ơi. Có tính tiền ship 30.000 ngoại thành, 20.000 nội thành. Cái kính này mọi người nhìn nha, rất là đẹp luôn. Chữ Armani ở đây cho mọi người. Ở đây nha, nó có logo Armani màu vàng ở đây, họa tiết rất là đẹp. Họa tiết này nó sẽ trùng với trên đây. Tặng anh đi hả? Tặng anh rồi em lấy tiền nam đền trong chỗ, em chỉ tặng một cây cho người chia sẻ livestream thôi. Rồi mọi người nhìn nha, ở ngay chỗ này cái hoa văn này nó sẽ trùng với hoa văn ở đây luôn nha. Viền màu vàng, á lộn, cầu kính màu vàng, cầu kính ngang, cầu kính cong, viền màu đen, trồng màu đen. Trồng này hả? Bao rớt luôn nha, bao nhiêu đó chị? Kính này 900k một cây em ơi, hàng cao cấp luôn nha. Mua thiếu có được không? Sao mà được liền? Anh Lục Hồ Tôm ơi, anh có thể comment cho em thêm cái chữ kính gấp cho các bé nhân viên chốt hàng cho anh luôn nha. Đây, kính gấp. Rồi, con kính này hiệu nó là Armani. 900k một cây, dòng cao cấp rơi rớt không vỡ không bể, chống tiêu V chuẩn 400, chống tiêu phân cực luôn. Cái vừa này nhé, Lục Hồ Tôm comment cho em là kính gấp nha. Cái kính này ngày hôm nay trên livestream này là kính cuối cùng mà em sale cho mọi người. 450 mọi người nha, 900k sale còn 450 kèm hộp đầy đủ luôn, bảo hành đầy đủ 3 tháng cho mọi người, kính chính hãng luôn. Rồi Vũ vô nhóm 8 thì chúc ok chị Thùy Hoa luôn nghe. Rồi kính gấp ok anh Lục Hồ Tôm, rất cảm ơn anh ạ. Phí ship ngoại thành 30k, nội thành 20k mọi người nha. Kính này 0023. Đây, nam nữ mang cũng đẹp hết trơn. Em xoay qua bên hông cho mọi người coi cái càng kính nha. Ồ, đẹp tuyệt vời luôn. Kính này mang sang lắm luôn, có bán không? Sao chị nghe nè. Mang kính có giảm cân không cưng? Trời đất ơi, mang kính mà giảm cân chắc em mang tới nỗi là đi ngủ em cũng mang luôn đó anh Cường ơi. Rồi kính này nha, siêu sang chảnh, siêu ngầu luôn, đẹp lắm, nhìn nó rất là đẳng cấp. 0023, 350 thôi, không bán luôn nha. 900k mà sale 450 mà còn muốn cái gì nữa hả cha nội. Rồi thấy chưa, chống tiêu về chuẩn 400 nha các anh nha. Đó, chống trời luôn, vì đằng trước của nó có chán một lớp nano cứng cho mọi người, chống trời chống xước được luôn. Trong bolero rơi rớt không vỡ không bể, ghét thế nào cặp trội vô mặt nó che cũng không gớt luôn nè, không bể luôn nha. Hơn xem nữa đâu, mắt phải mua kính nữa đâu, mắt phải mua kính hí. Hơn mua hai cây này nữa đi nè, 450 một cây free ship. Ơ lộn, hóa đơn trên 500k là miễn phí ship cho mọi người. Mua 3 cây kính được miễn phí ship luôn. 0023 kèm số điện thoại, cây kính cuối cùng em share cho mọi người nha. Rồi em bắt đầu chốt hàng luôn, ai lấy comment nhanh gọn lẹ nha. Em chuẩn bị kết thúc live stream rồi, cái bút đâu rồi. Ok, mọi người cứ comment từ từ nè. 0023 kèm theo số điện thoại luôn nha. Em bắt đầu chốt hàng cho mọi người nha. Rất là đẹp luôn, cái kính này em share duy nhất 19 cây thôi nha. Kính Ray-Ban còn một mẫu khách hàng. Dạ còn anh ơi, còn một mẫu nữa, đó là mẫu này nè. Mẫu này thì nó màu xanh, viền vàng màu xanh. Không bán hả? Thanh Tâm ơi, cứ kiểm tra giùm chị coi Thanh Tâm nói cái gì đây Long. Thanh Tâm ơi, em không có thấy comment, không thấy comment gì của Thanh Tâm hết trơn á. Cái Ray-Ban này nè anh ơi, nó không có gấp lại được mà nó trông như vậy luôn. Đó, màu xanh 350 một cây, hàng Ray-Ban trồng thủy tinh luôn nha. Tôi đeo kính mù rồi. Kính VIP đi chị, bao nhiêu đó chị? Bao nhiêu? 450 một cây luôn. Thanh Tâm ơi, em có thấy comment của chị Túc nói không? Lộn, em có thấy chị Túc nói không nè? Trời má, ợ như chưa từng được ợ vậy. Rồi, Thanh Tâm ơi, em lấy thì em comment cho chị Túc luôn. 0023 kèm số điện thoại, 450 một cây, hàng cao cấp, bảo hành chính hãng 3 tháng.
Rồi em chốt cho Trọng Hiếu một cây luôn nha. 0023 cho Trọng Hiếu một cây, ok luôn nè. Rồi em chốt cho Nguyên Thảo một cây luôn nha. Nguyên Thảo một cây luôn, 0023 kèm số điện thoại liền mọi người nha. Có hộp đầy đủ cho mọi người luôn, có xanh dư không? Dạ không có xanh dư luôn. Nguyễn Nam ơi, sao không rep anh bóc vậy chị? Em ơi, chị đang like mà sao rep anh bóc được? Ngày mai các bé nhân viên mới rep anh bóc được em nha. Tội nghiệp các hộp anh này, anh chọn em hoài à. Rồi ai lại cái này mọi người tranh thủ comment liền chốt cho Trần Duy một cây luôn nha. 0023 450 một cây, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Em chốt cho anh Văn Long một cây luôn nha. Văn Long 0023 rồi, mã này cầm vài cây nữa thôi mọi người, 7 cây nữa nha. 0023 kèm số điện thoại liền cho em dòng cao cấp bên em luôn nha. Hôm nay em like, hôm nay em like trở vậy. Dạ đúng rồi anh Hoàng ơi, hồi nãy mưa lớn quá em không có qua được. 0023 nha, rất là ngầu luôn. Rồi em chốt một 200 mà em 200 con khỉ, 200 chắc tôi bán thân tôi trả nợ đúng không ông nội. Rồi em chốt cho Tuyết Nga một cây này luôn, ok chị yêu luôn nha. 450 một cây cho Tuyết Nga luôn nè. Rồi bảo hành 3 tháng cho mọi người, hàng chính hãng bên em luôn nha. Rồi bây giờ em xin phép mọi người là sẽ ngưng bán, không bán nữa mọi người ha. Đây là cái tính cuối cùng mà em like rồi. Có gì hẹn mọi người vào cái livestream ngày mai thì em mới sell nữa nha. Bữa nay em có nhậu không hả? Trời đất ơi, em nhậu khi nào mà có nhậu mà nữa không cha nội. Nói cái muốn sản luôn hà. Thanh Hóa ship không? Ship luôn, ở đâu cũng ship hết trơn á. Rồi bây giờ thì em sẽ coi coi hệ thống đã gửi về cho em coi lượt chia sẻ nhiều nhất chưa để em công bố cho mọi người nghe. Rồi Thanh Hóa ship luôn anh ơi, anh lấy kính nào comment nha, chứ không em hết kính rồi đó, em không sell nữa đó. Mẫu kính em đang mang có mã là 0023, giá là 450 một cây, ship tận nhà cho mọi người, phí ship 30k. Mai mấy giờ vậy chế? Mai á hả? Mai 11:30 chế like nè, 2:30 chế like nè, 4:30 chế cũng like nữa. Rồi 7:45 nữa chắc cũng like nữa nha. Em thích vô giờ nào cũng có chế ra hết trơn á. Rồi bây giờ em sẽ coi coi kính này cũng sẽ tặng cho người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn. Lên kính trên đầu nha. Có kính nhìn xuyên hấu không? Có kính nhìn xuyên quần hơi chứ không có kính nhìn xuyên áo nha. bán người không? Không có bán người luôn. Rồi để em coi coi lượt chia sẻ đâu, để coi coi hệ thống gửi về lượt chia sẻ chưa, công bố cho mọi người mừng nha. Một ngày có phúc tặng tới 8 cây kính, nếu như cúp like 4k phúc tặng 8 cây kính, còn nếu như mà like 3k tặng 6 cây nha. Trời đất ơi, keo dễ sợ. 945 nói khen cổ họng mới có 945 lượt chia sẻ, mọi người keo quá đi. Em vô lúc 7:45 chị ok cưng nha. Hello anh Hải, tôi cảm ơn anh nha. Rồi, tôi coi nè, mới có 945 làm sao mà công bố kết quả cho mọi người bây giờ. Sắp Trăng có mấy ngày có hàng kìa. Sắp Trăng là 3 ngày có hàng nha. Rồi, đây. Đây mọi người nhìn nha, hệ thống đã gửi về cho em bạn nào đây ạ? Bạn Quyền Nhỏ. Quyền Nhỏ là người chia sẻ livestream bán chịu không em? Chắc em chết với anh quá hà. Rồi bạn Quyền Nhỏ là người chia sẻ livestream của Túc Túc nhiều nhất mà hệ thống đã gửi về cho Túc luôn nha. Ok Quyền Nhỏ, inbox cho fanpage của chị. Nói là dạ em trúng giải share nhiều nhất luôn nha Quyền Nhỏ nè. Quyền Nhỏ nha. Ok mọi người ha. Rồi cảm ơn Vân Lê luôn em nè. Hello Ưng Sky luôn nha. Rồi bây giờ thì Túc Túc sẽ cho mọi người chơi mini game. Nãy giờ chưa có ai comment đúng hết trơn á. Bây giờ không ai comment đúng em cũng tặng kính cho mọi người nữa, nhưng mà bây giờ em sẽ công bố đáp án ra luôn. Mọi người chỉ cần comment đúng đáp án em đã công bố, rồi sau đó là chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai, chia sẻ cho em vào 10 hội nhóm nha. Nhớ là chia sẻ trước khi mình được bóc trúng tên. Nếu như em bóc trúng tên mọi người mà mọi người chia sẻ vừa xong là em sẽ không có tặng kính được đâu, cho nên hãy chia sẻ đi trước khi là em lướt comment. Bây giờ em giơ đáp án lên cho mọi người coi nha. Nãy giờ chắc chắn chưa có ai comment đâu. Cây cục đình nha mấy má. Cây cục đình chứ không phải là cây cục điện nha mọi người nha. Rồi cây cục đình mọi người ơi, mọi người comment cho em lẻ lên nè. Không có bán trả góp đâu anh Nhật Lý này, chọc em hoài à. Cây kia là sai luôn, cây cục đình. Mai sale kính gương chị nhá. Bé yêu ơi, chị chưa có về kính gương em ơi. Để khi nào chị về kính gương á chị hố em nha. Em à, em ơi em like fanpage của chị Túc đi. Khi nào chị Túc like nó sẽ báo lên cho em coi. Nhảy vô, ông mua kính thì chơi với chị cũng được. Người ta comment ở người ta đã dơ đáp án lên như vậy là cây cục đình rồi. Mà mấy ông nội còn comment cây kính, cây bút hữu điện là sao hả? Quỷ sứ hà, comment lẹ lên đi. Cho em lúc em tặng kính lẹ luôn nè. Cây cục đình mọi người nha, cây cục đình. Cây nấm, chúc lùng à. Anh này, anh thấy chúc chưa mà anh kia chúc lùng. Chúc cao lắm đó nha. Rồi, cây cục đình mọi người nha. Mọi người comment, ok mấy Nguyễn Nam của chị Túc luôn nha. Cây gì che hết rồi, đây em dơ lên trán em luôn nè. Em muốn dán cái tấm giấy vô trán em luôn, còn chưa thấy nữa hả ông nội.
Rồi, anh Lục Hồ Tôm ơi, không chừng là anh sẽ nhận được cái kính à. Hồi nãy là em tặng cho mọi người, nếu như mà là nữ thì sẽ được nhận kính này. Cho mọi người lựa chọn một trong hai cây kính. Kính nữ này thì mình có thể là dùng đi biển được luôn. Kính này kính chơi mini game nha. Còn nếu như mà nam trúng thưởng thì em tặng cho người đó chiếc kính 3801 này. Còn kính trên đầu là dành cho bé gì? Quyền nhỏ chia sẻ livestream nhiều nhất luôn. Là kính cao cấp cho người chia sẻ livestream nhiều nhất nha. Rồi, con kính trên đầu nam nữ đó, thích cái nào chọn cái đó thôi, ok chưa? Rồi mọi người comment cho Túc đi, cây cột đình ha. Bây giờ là em lướt comment chọn ngay người nên mắng liền luôn nha. Cảm ơn anh Bá Thông tặng em, dạ. Rồi anh phải comment cho cột đình thì em mới tặng được. Bây giờ em bắt đầu lướt luôn nha. Lướt chúng ai có đáp án cây cột đình thì mới tính, còn không phải đáp án cây cột đình là không tính được nha. Lướt nha, lướt nha. Đà hỏng á. Rồi chưa, cho mọi người coi gần gần nè, em không thể nào mà nhìn thấy cái màn hình đâu. Rồi lại nha. Rồi mọi người nhìn nha. Rồi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi comment dài quá không tính ha, không đúng đâu nha. 5, 4, 3, 2, 1. Đây nha. Like một phát rồi, ủa sao không like được vậy ta. Lục Hồ Tôm, cây gì che hết rồi? Anh Lục Hồ Tôm comment chữ cây gì che hết rồi là không đúng luôn ha. Mọi người comment cho em đi, chữ cây cột đình. Cây cột đình được không ạ? Em bóc chúng comment cây cột đình thì mới tính luôn nha. Rồi, làm sao nhận được thông báo khi em like? Anh vô cái trang fanpage của em á, anh like cái fanpage của em nha. Có để chế độ xem trước được không ta? Anh like fanpage đi, khi nào mà em hay là anh bình luận với mấy cái livestream nhiều nhiều, anh tương tác nhiều nhiều là mấy mốt em like nó sẽ hiện lên. Rồi lướt tiếp nha. Ủa sao nó hiện comment lên lại nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây ạ? Oh, ở giữa màu vàng với lại màu này không biết chọn ai hết trơn, làm lại nha. Ở giữa hai cái này không biết chọn ai hết, ở giữa là Hữu Tình với lại Nguyễn Nam. Rồi lại nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây ạ? Ở giữa nữa không biết chọn ai hết trơn á, lại nha. 5, 4, 3, 2, 1, ai đây? Lẹ lẹ cho con về nữa. Màu xanh này ai đây? Nhật Lý comment cây cột đình, ok Nhật Lý nha. Rồi, Nhật Lý comment cây cột đình chính xác luôn, ok Nhật Lý, chúc mừng Nhật Lý. Nhật Lý ơi, nhớ chia sẻ livestream ở chế độ công khai trước khi em công bố kết quả cho Nhật Lý nha. Còn nếu như mà công bố kết quả chọn trúng Nhật Lý mà Nhật Lý mới chia sẻ livestream vừa xong là không tính. Như vậy là không công bằng nha. Có chia sẻ livestream trước khi mà công bố ai trúng thì mới được. Rồi bây giờ Nhật Lý comment đi. Thích kính màu xanh, thích kính 8301 hay là thích kính này 511, comment cho Trúc đi. Trúng thưởng kèm theo mã kính, kèm theo số điện thoại luôn. Nhật Lý ơi, Nhật Lý comment cho Trúc là chữ trúng thưởng kèm theo là mã 8301 là cái màu xanh này dành cho nam. Còn cái dành cho nữ là 511 kèm theo số điện thoại. Ủa cái này 511 không Lâm? Ừ. Kèm theo số điện thoại luôn nha. Anna, Lục Hồ Tôm sao mà không công bằng? Trời đất ơi, chơi như vậy mà không công bằng là chơi sao? Hồi nãy em bắt chúng anh Lục Hồ Tôm, nhưng mà anh Lục Hồ Tôm comment là cái tờ giấy che hết rồi, cho nên không đúng. Chừng nào bắt chúng đáp án như vậy thì mới trúng nha. Rồi, anh Nhật Lý ơi, comment cho Túc đi số điện thoại kèm theo là cái mã kính kèm theo. Trời đất ơi, mới vào chia sẻ là thua rồi. Ok, hẹn Nhật Lý vào lần sau luôn nha. Xin dễ thương mập lùn chỉ có thể tốt tốt hả? Anh chơi em mập với lùn á hả? Em mập nhưng đâu có lùn lắm đâu. Rồi bây giờ mọi người ơi, tôi có hẹn mọi người vào cái livestream ngày mai luôn hen. Cảm ơn Lai Phúc Lâm. Hẹn mọi người vào 11:30 cái livestream ngày mai, em sẽ tổ chức mini game và tặng kính cho mọi người, đồng thời sẽ sale tất cả các mẫu kính bên em cho mọi người nha. Nhưng mà không biết ngày mai có sale không nữa, cho nên á những ai mà mua trong ngày hôm nay thì chúc mừng mọi người được sale 50% rồi ngày mai nha. Ngày mai quay lại với em 11:30, 2:30, 4:30 và 7:45. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon.